Chào ngày mới, tiếp tục với các tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải và các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai thực hiện bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cụ thể, thực hiện nghiêm, đầy đủ công điện của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ban An toàn giao thông về việc phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong những ngày nghỉ lễ sắp tới. Sở Giao thông Vận tải phối hợp Công an tỉnh bảo đảm an ninh trật tự tại các trạm thu phí, có các biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố tai nạn, đặc biệt tại nút giao thông trọng yếu, các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, các khu di tích, khu vui chơi giải trí.